Ngày xưa, khi biển còn chưa có mối như bây giờ, thiên hạ loanh quanh chỉ có bốn phái: Nga Mi, Võ Đàng, Minh Giáo và Thiếu Lâm. Một ngày đẹp trời, đệ tử bốn phái đang lang thang bất định, bỗng nhặt được một quyển có tên Võ Lâm Mất Tích. Mấy tên này sánh tính, tò mò như con phò, xuống lại tay nhanh hơn não. Minh Giáo mở trang đầu tiên, dạ thì có ghi: tuyệt chiêu dịch chuyển tức thời. Bốn đứa nhìn nhau xong, bàn với nhau cách luyện dịch chuyển tức thì, nhằm đạt đến cảnh giới thiên địa chấm con. Bốn người quay lưng vào nhau, mắt nhắm lim dim. Nga Mi ngồi tự nhiên mở mắt, thấy Võ Đàng cũng đang nhìn mình, đít bốc một làn khói, tỏa hương khanh khánh mà không thối hẳn. Cũng vì làn khói tội lỗi này mà bốn đứa đánh nhau thử sống thiếu chết. Thật may, còn có Thiếu Lâm bình tĩnh, đứng lên hòa giải: tất cả vì nghiệp lớn, không được cãi nhau. Vốn là đại ca đầu chọc không mình xăm, nên nghe Thiếu Lâm quá thế, không ai bảo ai, ngoan như cuốn con say sữa. Không hiểu lúc bị đánh, đệ tử Võ Đàng có kêu lên khẩu quyết ú ớ thế nào, mà bỗng một làn khói trắng như khói bếp hiện lên. Bí kíp Võ Lâm Mất Tích sáng rực, cuốn theo bốn kẻ tò mò tới một vùng đất mới kỳ bí và lạ lẫm. Tới vùng đất mới, bốn người đứng chôn chân một chỗ, ngơ ngơ như bò đội nón. Xung quanh là hàng cháo sườn, hàng bán nồi cơm điện ấm siêu tốc, xe máy ô tô hàng rong đi trên đường như ong vỡ tổ. Hoang mang một lúc, bốn người đi lang thang qua một con phố, thấy có hàng nét. Trương Vô Dũng bỏ ít vàng trong túi ra rủ Chịu Mấn: vào đây xem có gì hot. Mình đầy vàng, sợ gì đứa nào. Trương Vô Dũng và Chịu Mấn ôm nhau xem Kama Sutra. Được một hồi, nàng đòi combat tất cả anh em trong quán, đứa nào trong quán cũng nhìn e ngại. Về phần mình, Chu Chỉ Bảy luôn đi theo đôi Trương Vô Dũng và Chịu Mấn để chinh mộ. Nhưng khi đến Việt Nam thấy nhiều trai đẹp quá, đứng ở đường phố thấy các thanh niên đầu đinh, tóc HKT, nhuộm tóc xanh, tóc vàng, tóc tím, bảy màu đủ cả, bốc xe các kiểu, thì quay ra chết mê chết mệt đứng nhìn trai miếng lắp bắp. Ở Việt Nam trai đẹp hơn Trương Vô Dũng nhiều quá, quả này dễ tìm được chu lớp. Chu Chỉ Bảy xin gia nhập hội đua xe đạp điện, ngồi trên xe đạp điện dạt đến Tả Hiện uống bia, lên cầu Long Biên hút cần sa, ngồi quán trà đá thuốc lào, lên bà quẩy tới bến, không gì là không thử để quên đi hình bóng Trương Vô Dũng. Minh Giáo sau một hồi thăm dò quyết định mở công ty đòi nợ thuê, bảo kê đầu gấu cho đúng bản chất tà ma ngoại đạo của mình. Người của Minh Giáo đứng bên ngoài công ty xăm chỗ đầy mình, đeo kính dâm, đầu cạo trọc, mặc vét đen, đứng cười nhếch mép dưới tấm biển công ty trách nhiệm hữu hạn Dân An, không chịu kém cảnh các đồng đội. Thiếu Lâm mở quán thịt chó kết hợp bia ôm karaoke và tha thu làm đầu lỗ đó, tình hình vô cùng bị đát. Nga Mi thì đến Hà Nội đúng dịp chị em đang vào mùa cưới, nảy ngày ý định kinh doanh kem trộn online, lập công ty sắc đẹp xuyên quốc gia với sản phẩm chủ đạo là kem quấy bán theo cân. Trương Vô Kỵ sách loa di động cầm mic hát rong, hôm nào không bán được hàng thì cặp đôi trai tàn gái phế cãi giả, đánh chửi nhau như chó với mèo, lộn tùng phèo cả một góc phố. Nhưng rồi trời thương, nhân quả luân hồi, mấy công ty của Nga Mỹ, Thiêu Lâm, Minh Giáo vì làm ăn quá láo nên lần lượt bị tịch thu giấy phép. Bọn đệ tử lần lượt vương vọng lao lý, còn Mẫn Kỵ sau nhiều lần đánh nhau thử sống thiếu chết, cả hai bên đi đến quyết định cuối cùng kết hôn với nhau trong sự ngỡ ngàng của toàn thiên hạ. Đám cưới của đôi trẻ diễn ra long trọng, trang nghiêm và chu đáo tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Hà Thành có tên Ý Thiên.Mobile.